Tại sao bạn lại có ấn tượng với Quỳnh Tâm? Đối với em thì thanh sắc, có nghĩa là thanh trước rồi mới tới sắc. Có nghĩa là cái người bên cạnh em muốn là một người có giọng nói dễ nghe trước rồi mới tới. Trời đất ơi! Chị chạy vô cái buồng đó chị nói thử cho em nghe nha. Thôi. Chị chạy vô. Đứng ngoài này nghe là đủ rồi. Hả? Đứng ngoài này nghe hiểu luôn rồi. Hiểu cái thanh của chị sao rồi. Yêu cầu ba thanh sắc thánh luôn á chị. Chị yêu cầu ba thánh cho chị vô cái phòng đó để cái hình bé gái đó giọng chị nhép theo không lòng tiếng hả chị. Nhưng mà cái giọng chị sao em nói cho chị biết rồi, cái này giọng của bé Quỳnh Tâm là cảm tình, còn giọng chị thanh sắc bén không? Giọng chị thì bén không? Nói chung là rất là cảm xúc làm rung quá vậy. Cái giọng của em vậy nhưng mà cái mặt của em có thái độ không? Thái độ mà cái chị ơi. Rất là cái mặt làm dấu nhiên. Em làm mặt cái nào? Nè em nói. Không cái này anh Hoàng bên em. Bây giờ em đang nói là cái giọng chị Hương đang rất là sao em? Gây ức chế tâm lý đối thủ. Em đâu em nói không được. Để cho người ta tự nhiên ta nói. Vậy quay lưng đi nè, em nói đi. Giọng chị Hương thì thực sự là em nghe vào những ngày mà em còn học lớp 1, lớp 2, lớp 3 lận. Thuộc về tiềm thức. Bị ảnh hưởng luôn hả em? Ảnh hưởng rồi. Sang chấn tâm lý luôn hả? Có nhiều lúc mà đúng mà em nào nhỏ mà em không ăn không muốn, ba má có đưa hình chị ra để em ăn không? Chị nói thiệt nha, có nhiều người xin hình chị á. Dạ. Nó vừa khóc cái nè đưa ăn liền. Hiệu quả. Các bé thì nuốt cái chén luôn chứ bộ. Trời ơi. Tại chị á, hiệu quả lắm. Tại sao vậy ta? Tại nó ghê á. Bây giờ em nói tiếp nè Sang. Sao giọng chị sao, nói tiếp đi. Thôi bạn nói tiếp. Sợ. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.